Những không gian cũ kỹ, xuống cấp, những không gian chết hay bị bỏ không, vừa gây lãng phí, vừa nguy hiểm. Vậy làm thế nào để hồi sinh những không gian đó, biến chúng trở nên có ích cho con người và cộng đồng? Một cuộc thi kiến trúc mang tên Phù thủy không gian vừa được phát động nhằm tìm ra những ý tưởng sáng tạo, biến đổi không gian sống, không gian cộng đồng cũ kỹ, lỗi thời, trở nên tươi mới, sống động và hữu ích hơn. Mọi người thường là nghĩ cái câu chuyện mà mình thay đổi hay chuyển đổi cái không gian đấy là chuyện của các nhà chuyên môn hay là các nhà quản lý. Tuy nhiên, cái ý tưởng sáng tạo thì bất kỳ ai cũng có thể, và cái việc mà tham gia chủ động trong cái việc thay đổi các cái không gian sống dành cho tất cả mọi người, không trừ bất kỳ một ai cả. Điểm đặc biệt là cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam và nước ngoài từ 7 tuổi trở lên đang làm trong ngành kiến trúc hoặc không. Những ý tưởng cải tạo xuất sắc và có tính khả thi sẽ có khả năng được triển khai thực tế để trở thành không gian trải nghiệm thực sự. Tiêu chí hiện đại đáp ứng được cái nhu cầu của cuộc sống, và cái tiêu chí thứ hai là phải thân thiện với môi trường. Ban tổ chức sẽ nhận mọi ý tưởng bằng mọi hình thức, từ bản vẽ 3D, 2D, bản vẽ tay, phác thảo hay đơn giản chỉ là bản mô tả theo địa chỉ phuthuyhongzan.com từ ngày 4 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 9 tới đây. Thông tin về phù thủy không gian rất là thú vị đúng không Cosy? Và thưa quý vị, là bởi vì sao làm mới những không gian cũ để cho những không gian đấy không chỉ khoác lên mình một cái màu áo mới mà còn mang tới cho chúng ta thật nhiều những cảm hứng cho cuộc sống. Đối với không chỉ là những người ở đó mà bản thân mỗi người đi qua cũng sẽ cảm thấy cuộc sống đẹp hơn rất là nhiều. Vâng, và cuộc sống còn đẹp hơn nữa nếu như chúng ta thức dậy và có một tình thời tiết thật là thuận lợi để có thể làm được tất cả mọi việc trong ngày đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với biên tập viên Dương Huyền để xem rằng ngày hôm nay tình